Flappy Bird từng là niềm tự hào của người Việt nhưng lại bị khai tử bởi chính người Việt. Khi Flappy Bird nổi tiếng trên toàn thế giới, nhiều người Việt đã viết thư tố cáo lên tận Nintendo về việc tựa game này ăn cắp bản quyền ống khói của Super Mario, gửi email spam đến Sega vì cho rằng con chim mồi chề này bắt chước hình tượng Sonic, report hàng loạt trên CH Play, App Store với lý do bản quyền. Ngoài ra còn tìm kiếm thông tin về nhà phát triển Nguyễn Hà Đông và cả gia đình đòi truy thu nguồn gốc thuế, tố cáo gian lận để thứ hạng game trên kho ứng dụng. Trong khi Nintendo, Sega, Google và Apple cũng chẳng có hề động thái buộc tội Flappy Bird gian lận đạo nhái. Từ nghi ngờ gian lận trên ba cách chơi, một số người Việt hình như đang đố kỵ với con số 1 tỷ đồng mỗi ngày mà Nguyễn Hà Đông thu được. Thấy người khác giỏi hơn mình thì phải dìm người ta xuống, kiểu như cái thằng này nó chỉ ăn may thôi. Thì đúng thật, có hàng nghìn tựa game trên App Store nhưng bằng một cách nào đó PewDiePie đã để ý chung con game này, nhưng nó phải hay đến thế nào thì mới khiến YouTuber số 1 thế giới thời bây giờ phải để ý đến, chịu quá nhiều áp lực từ giới truyền thông. Thế nên 2 giờ sáng ngày 9 tháng 2 năm 2014, Nguyễn Hà Đông đã tuyên bố trên tài khoản Twitter của mình là trong 22 tiếng tới, tôi sẽ gỡ trò Flappy Bird xuống, tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Flappy Bird là một thành công của tôi, nhưng nó đã phá hoại cuộc sống đơn giản của tôi, thế nên giờ đây tôi rất ghét nó.